Thôi Hạnh về đây. Ok, hôm nay là một ngày hết sức thú vị và đặc biệt. Hôm nay Hạnh chỉ tập được có một bài squat thôi. Và cái bài squat Hạnh tập được tầm 5 set thôi, vẫn chưa bung hết sức. Check out. Vẫn chưa bung hết sức là mình phải ra về rồi, bởi vì mình già chuyện á, là mình tập cũng không có kịp á. Ngày xưa trước đây mình là một người rất là nguyên tắc luôn, tức là khi mà mình làm một cái điều gì đó, mình phải làm đúng cái plan, đúng cái dự tính của mình, phải đúng cái giờ đó, làm mọi thứ nó phải đúng theo như những gì mình đã sắp đặt. Còn nếu mà không làm cái điều đó được á thì mình sẽ rất là khó chịu, mình có khi mình sẽ mất năng lượng nguyên một ngày nếu mà mình chỉ còn sai lệch một cái điều gì đó thôi. Thì về sau này mình cảm thấy cái điều đó nó không tốt và nó tốn năng lượng của mình rất là nhiều. Từ đó mình mới sửa cái bệnh này, sửa cũng được mấy năm rồi á cả nhà. Và bây giờ thì dù tập luyện nó không đúng như những cái gì mà mình đã mong cầu và lên cái plan trước á, thì mình vẫn cảm thấy nó bình thường, miễn sao mình vẫn giữ được một cái thói quen là mình đến phòng tập, thậm chí mình tập một bài cũng không sao. Và thậm chí hiện tại thì mình đang để cho body của mình nó khá là đầy ra, thì mình cũng không có vấn đề gì với nó, kiểu mình thấy mình mập lên mình rất là dễ thương á, kiểu như vậy. Có nghĩa là mình gầy được thì mình có thể mập được, mình mập được thì mình có thể gầy đi được. Mình cảm thấy nó không có quan trọng mà cái việc là cái tâm trạng của mình nó thấy như thế nào và mình cảm thấy happy với điều đó thì mọi thứ vẫn ổn. Hôm nay thì nó khô tốn khá nhiều thời gian của mình, bởi vì mình gặp một cái người chị rất là thú vị. Chị này là đường đời 11, sứ mệnh 2, linh hồn 7, và bà ấy khùng, nó kiểu cái nết khùng mà khi mà bạn gặp một cái người nó có thể khùng hao hao giống như bạn và bạn nhận ra người ta rất là mau mà không còn phải tốn năng lượng để nhận ra nhau á, kiểu như vậy á. Tại vì chị này với mình có một cái rất là giống nhau là rất là khùng, nhưng mà không phải dễ kết bạn. Ok, bây giờ mình phải đi rồi, bye bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà trong một cái clip khác mà mình có thời gian mình làm. Rồi hôm nay thì mình khá là bộ cho nên là mình chỉ chia sẻ một chút cái trải nghiệm trong một cái chuyến ra đường của mình. Thật ra mỗi ngày của mình nó khá là nhiều cái thú vị mà kiểu mình muốn chia sẻ nhiều hơn cho cả nhà, để cả nhà thấy là sống trong cuộc đời này tuy nhiên thì chúng ta sẽ luôn gặp hàng tá cái khó khăn rắc rối đến với mình. Đôi khi có cái chuyện mà năng lượng lên xuống là cái chuyện bình thường. Có những ngày mà mình cảm thấy chán quá, không biết phải làm gì, và lúc đó bạn có thể tự vỗ vai mình mà nói wow, ủa cái việc chán này có nên chán không ta. Khi mà mình bắt đầu đặt câu hỏi đó thì mình cảm thấy ủa có gì đâu mà chán, mình cứ làm thôi và mình cảm thấy cứ happy với cuộc sống thôi, chả có vấn đề gì mà phải chán á. Dù đôi khi nó mình phải làm những cái điều mà nó phải có cái nguyên tắc á, và cái việc mà chúng một đứa thích tự do mà phải làm theo nguyên tắc thì nó cũng không hẳn là luôn luôn phải happy với nó. Nhưng mà cái mình cảm thấy nó không đáng cho cái việc phải tốn thời gian cho cái việc chán. Thế này là không biết cái việc chán nó có nên tồn tại không. Thế thì mình nghĩ là cái sự chán hoặc là cái điều gì đó nó khiến cho bạn tự nhiên có cảm giác không muốn làm gì hết đó. Nó chỉ là một cái mặt trái của cái việc để bạn nhận ra là ok, bạn nhận ra cái sự tồn tại của nó là thế, bây giờ bạn không còn phải chán nữa, hoặc là bạn cảm thấy nó tới đó thôi. Nó là một khoảnh khắc để bạn hiểu cái việc mà năng lượng lên hoặc là những cái điều mà bạn có thể happy, mọi thứ nó có giá trị hơn là chỉ là bạn cần một cái chấm nhỏ trong cái cuộc đời của bạn đâu, không phải chán đâu, không phải tiêu cực chút xíu để mọi thứ còn lại nó cực kỳ giá trị. Nó chỉ là một cái thứ để giúp cho bạn đánh giá những cái còn lại nó tuyệt vời hơn thôi. Cho nên mình nghĩ những cái gì mà nó chán hay nó tiêu cực chỉ là những cái mà tạm thời nhưng mà nó nên phải có trong cuộc sống, chứ không phải lúc nào mình cũng phải happy hết trong tất cả mọi thứ. Thì mình nghĩ cái đó nó mới là vấn đề á. Tại vì cuộc sống này luôn luôn tồn tại hai mặt song song để nó tôn cái giá trị của nhau lên, thế thôi. Bye cả nhà ha, hẹn cả nhà trong cái clip khác nha.